Dạ chào anh chị. Chào anh chị. À, anh chị dùng gì ạ? Trưa nay có biết đây là địa bàn của ai không? Khu này là khu của tao. Luật chơi này là của tao. Ê, mày nghe quen quen không? Thì câu này chị 13 hay nói mà. Phải, tao chính là chị 13. Chuyện gì? Ai? Đứa nào? Đứa nào dám đụng tới chị 13 của tao? Mái tóc này, thời trang này, anh là Đường Băng. Tụi bay gan lắm. Tụi bay dám mở quán ở đây mà không lấy đá của tao. Ở đây tụi em kinh doanh đàng hoàng, sửa xe với bán cà phê thôi chứ không có chơi mấy cái thứ đó. Tao không quan tâm. Tụi bay phải lấy đá của tao. Một ngày hai bao, một bao đá bi, một bao đá bia. Mình còn đá cây thôi. Ở đây sự lạnh, không còn bán đá, còn bán nước nóng. Uống thì ngồi, không có thực biến. Ê, mấy thằng nào? Tao là... gì anh? Chị 13 này chưa bao giờ ép ai. Ê, ra hỏi khách cũng đá không? Nè, khách tôi đang uống. Ê, 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 ê,